Cô chào cả em có khỏe không? Cô rất vui được gặp lại cả em trong chương trình dạy học trực tuyến hôm nay. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Các em thân mến, trong chương trình bộ môn giáo dục công dân lớp 12 gồm có 10 bài, trong đó bài 10 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giảm tải. Việc học trước các em đã học xong bài 9. Như vậy là các em đã hoàn thành xong chương trình bộ môn giáo dục công dân lớp 12. Để giúp các em ôn tập lại kiến thức đã học, thì hôm nay cô sẽ giúp các em hệ thống hóa lại kiến thức và hướng dẫn các em làm một số bài tập liên quan đến chủ đề công dân với các quyền tự do cơ bản. Như các em đã học, các quyền tự do cơ bản của công dân bao gồm có 5 quyền. 1 là quyền bất khả xâm phạm về thân thể, 2 là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, 3 là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, 4 là quyền được bảo đảm an toàn, bí mật, thư tín, điện thoại, uy tín, và 5 là quyền tự do ngôn luận. Bây giờ cô sẽ giúp các em ra soát lại để nắm chắc các chủ kiến thức và hình thành những kỹ năng liên quan đến các quyền này. Trước hết là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Trong mỗi quyền như vậy, các em cần nắm khái niệm, nội dung của quyền. Phần ý nghĩa các em cần đọc thêm trong sách giáo khoa. Về khái niệm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là không ai bị bắt nếu không có quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Về nội dung của quyền này, thì nội dung thứ nhất là không một ai, dù ở cương vị nào, có quyền tự ý bắt người, giam giữ người vì lý do không chính đáng hoặc do nghi ngờ không có căn cứ. Vậy thì có trường hợp nào được phép bắt giam giữ người khác? Chúng ta sang nội dung thứ hai. Theo quy định của pháp luật, chỉ bắt giam giữ người trong một số trường hợp cần thiết, nhưng phải theo đúng trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Vậy thì theo các em, những trường hợp nào được phép bắt giữ giam người? Chúng ta cần lưu ý các trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Thì ai có quyền bắt người trong trường hợp này? Thì trong trường hợp này chỉ có viện kiểm sát và tòa án trong phạm vi thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật thì được phép bắt bị can, bị cáo để tạm giam khi có chứng cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây cản trở, gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục phạm tội. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Thì thế nào là trường hợp khẩn cấp? Thì theo quy định của pháp luật có 3 trường hợp sau. Thứ nhất là khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Ở đây các em cần lưu ý là đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Còn đang thực hiện thì nó sẽ rơi vào trường hợp khác. Trường hợp khẩn cấp thứ hai đó là khi người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt trông thấy hoặc xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà sẽ thấy cần phải ngăn chặn ngay việc người đó trốn. Trường hợp thứ ba là khi thấy có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở của người bị nghi thực hiện tội phạm và sẽ thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. Vậy theo các em, trong trường hợp khẩn cấp này thì ai có quyền được phép bắt người? Thì chỉ có những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới được phép bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Như là thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp, người chỉ huy đơn vị quân đội độc lập cấp trung đoàn và tương đương, người chỉ huy đồn biên phòng ở hải đảo và biên giới, người chỉ huy tàu bay, tàu biển khi tàu bay, tàu biển rời khỏi sân bay, bến cảng. Những trường hợp này cô nói thêm vì không có trong sách giáo khoa, các em cũng không cần phải nắm kỹ. Các em chỉ nhớ rằng trong trường hợp khẩn cấp thì chỉ có những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới có quyền được ra lệnh bắt người trong trường hợp này. Trường hợp thứ ba là bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. Phạm tội quả tang có nghĩa là người đang thực hiện tội phạm, tức là đang thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, hoặc là sau khi thực hiện tội phạm mà bị bắt hay bị rượt đuổi. Và trường hợp là người đang bị truy nã thì trong những trường hợp này ai cũng có quyền được phép bắt người. Bây giờ cô có các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất: không ai bị bắt nếu không có quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát, trừ trường hợp A. bị nghi ngờ phạm tội, B. phạm tội quả tang, C. bị khiếu nại và D. vi phạm dân sự. Nếu các em nắm chắc khái niệm, các em sẽ xác định ngay đáp án chính xác là đáp án B. phạm tội quả tang.
Bởi vì không ai bị bắt nếu không có quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang chính là khái niệm của quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Như vậy đáp án B là đáp án chính xác. Bây giờ chúng ta sang câu hỏi thứ hai. Trường hợp nào sau đây thì bất kỳ ai cũng có quyền được bắt người? A. Đang chuẩn bị thực hiện tội phạm. B. Có dấu vết của tội phạm. C. Bị nghi ngờ phạm tội. Và D. Phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. Các em sẽ ở phương án A và phương án B, đang chuẩn bị thực hiện tội phạm. Và phương án B là có dấu vết của tội phạm, là trường hợp khẩn cấp. Mà trường hợp khẩn cấp thì không ai cũng có quyền được bắt, mà chỉ có những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới được phép bắt người trong trường hợp này. Phương án C là bị nghi ngờ phạm tội, thì khi bị nghi ngờ có nghĩa là chưa có bằng chứng xác thực thì việc bắt người trong trường hợp này là vi phạm pháp luật. Và phương án D là phương án chính xác, trường hợp mà ai cũng được phép bắt người là phạm tội quả tang và đang bị truy nã. Như vậy phương án D là phương án chính xác. Câu hỏi số 3 là một tình huống. Ông Hát, chủ nhà trọ, yêu cầu K làm sinh viên rời khỏi nhà ông với lý do chưa trả tiền thuê nhà theo đúng hợp đồng. K không đồng ý nên ông Hát đã khóa cửa nhốt K 2 tiếng để cảnh cáo. Hành vi của ông Hát đã xâm phạm đến quyền nào sau đây của công dân? A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. C. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. Và D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng. Chúng ta sẽ phân tích tình huống. Ông Hạc là chủ nhà trọ, yêu cầu K làm sinh viên rời khỏi nhà ông với lý do là chưa trả tiền thuê nhà theo đúng hợp đồng. Và K không đồng ý nên ông Hạc đã khóa cửa nhốt K. Thì nhốt ở đây chính là chìa khóa. Trong những cái câu hỏi trắc nghiệm và trong những cái tình huống thì các em nhớ đọc kỹ và xác định đâu là cụm từ, đâu là từ khóa để chúng ta xác định đáp án cho đúng. Thì nhốt ở đây có nghĩa là hành vi giam giữ người trái quy định pháp luật, để cảnh cáo là trái quy định pháp luật. Như vậy phương án nào là chính xác? Hành vi của ông Hạng là khóa nhốt cả hai tiếng để cảnh cáo là hành vi xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Như vậy đáp án chính xác là đáp án B. Chúng ta ôn tập quyền thứ hai của công dân. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân. Trong quyền này các em cũng cần nắm khái niệm và nội dung quyền, phần ý nghĩa các em chỉ cần đọc thêm. Về khái niệm, quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân là: công dân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác. Về nội dung thì có hai nội dung cơ bản. Cô sẽ giúp các em hệ thống hóa lại hai nội dung cơ bản này. Nội dung thứ nhất là không ai xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Là không ai được đánh người này, đặc biệt nghiêm cấm những hành vi hung hãn, côn đồ, đánh người gây thương tích, làm tổn hại đến sức khỏe của người khác. Và đặc biệt nghiêm cấm mọi cái hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác như là giết người, đe dọa giết người, làm chết người. Các em nên nhớ này, đe dọa giết người chưa làm chi hết, nhưng đe dọa giết người cũng là hành vi nghiêm cấm vì đó là hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác. Nội dung thứ hai là không ai được xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm của người khác. Thì xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác là hành vi bịa đặt nói xấu, tung tin xấu, xúc phạm tới người khác để hạ uy tín và gây thiệt hại về danh dự cho người đó. Và bất kỳ ai, dù ở cương vị nào, cũng không có quyền xâm phạm tới nhân phẩm và làm thiệt hại đến danh dự, uy tín của người khác. Cô có câu hỏi như sau. Hành vi bịa đặt nói xấu để hạ uy tín người khác là vi phạm nội dung quyền nào sau đây của công dân? A. Quyền bình đẳng trước pháp luật. B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. Và D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng. Thì ở đây, ngay cái câu dẫn, hành vi bịa đặt nói xấu để hạ uy tín của người khác chính là hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác. Như vậy, đáp án C là đáp án chính xác. Câu số 2. Do nóng giận trong cuộc ẩu đả tại quán nhậu, Hát là sinh viên trường đại học X đã dùng ghế đánh vào người K. Hành vi của Hát đã vi phạm đến quyền nào sau đây của công dân? A. Bất khả xâm phạm về thân thể. B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm. Chúng ta phân tích tình huống ngắn này.
Do nóng giận trong cuộc ảo đả tại quán nhậu thì Hát là sinh viên trường đại học, tức là Hát có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nhưng mà đã dùng ghế đánh vào người ta thì hành vi đánh người là hành vi xâm phạm đến tính mạng và sức khỏe của người khác, là hành vi nghiêm cấm mà chúng ta vừa mới ôn tập ở quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân. Như vậy đáp án C là đáp án chính xác. Câu hỏi số 3. Anh T là chủ hiệu thuốc, bác Hát là một người đang làm nghề tự do, đưa về trụ sở công an phường khi Hát đang bẻ khóa để lấy trộm xe máy. Hát chống cự làm anh T bị thương. Hát đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân? A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe. B. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm danh dự. C. Quyền bất hạ xâm phạm về thân thể. Và D. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. Ở đây chúng ta phân tích Hát đáng bẻ khóa, tức là Hát đáng phạm tội quả tang. Thì trong trường hợp phạm tội quả tang, ai cũng có quyền được phép bắt người. Ở đây câu hỏi là Hát đã vi phạm quyền nào? Thì Hát đã chống cự làm anh tế bị thương. Và việc làm người khác bị thương, tức là làm tổn hại đến sức khỏe của người khác. Như vậy, đáp án nào? Đáp án A, quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe là đáp án đúng. Bây giờ chúng ta sẽ ôn tập quyền thứ 3. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Khái niệm của quyền này là chỗ ở của công dân được nhà nước và mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Và chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được khám xét chỗ ở của một người. Mà trong trường hợp này thì việc khám xét cũng không được tiến hành một cách tùy tiện mà phải tuân theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Như vậy nội dung này cũng có hai nội dung mà các em cần phải nắm kỹ. Về nội dung của quyền này cũng có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là theo quy định của pháp luật thì việc cá nhân tổ chức từ tiền vào chỗ ở của người khác, từ tiền khám chỗ ở của người khác là vi phạm pháp luật. Và nội dung thứ hai là pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân trong một số trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi có căn cứ để khẳng định chỗ ở, địa điểm của người nào đó có công cụ, phương tiện để thực hiện tội phạm, hoặc là tài liệu liên quan đến vụ án. Và trường hợp thứ hai là khi cần bắt người đang bị truy nã hoặc người phạm tội đang lẩn tránh. Phần ý nghĩa các em đọc thêm ở sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta ôn tập lại bằng cách trả lời những câu hỏi sau đây. Việc khám xét chỗ ở của công nhân phải tuân theo đúng A. Khả năng của người quản lý, B. Nguyện vọng của nhà chức trách, C. Đề đạt yêu cầu của phạm nhân, và D. Trình tự thủ tục của pháp luật. Thì các em thấy rằng trong những trường hợp được pháp luật cho phép thì việc khám xét nhà của người khác cũng không phải được tiến hành một cách tùy tiện mà phải được tiến hành theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định, và như vậy đáp án D là đáp án đúng. Câu hỏi số 2. Theo quy định của pháp luật, việc cơ quan có thẩm quyền khám xét chỗ ở của công dân trong trường hợp nào sau đây là vi phạm pháp luật? A. Cần bắt người đang bị truy nã. B. Tịch thu phương tiện gây án. C. Có hành vi có tài liệu liên quan đến vụ án. Và D. Nghi ngờ tội phạm đang lẩn trốn. Thì các em thấy ở phương án A, cần bắt người đang bị truy nã, B. Tịch thu phương tiện gây án, và C. Có tài liệu liên quan đến vụ án, thì cơ quan có thẩm quyền khám xét chỗ ở của công dân trong trường hợp có chứng cứ chứng tỏ rằng ở đó có người đang bị truy nã, ở đó có người có phương tiện gây án, có tài liệu liên quan vụ án là không vi phạm pháp luật. Ở phương án D, nghi ngờ tội phạm đang lẩn trốn. Nghi ngờ có nghĩa là chưa có chứng cứ xác thực mà khám xét nhà của người khác, chỗ ở của người khác, kể cả đó là cơ quan có thẩm quyền, vẫn là vi phạm pháp luật. Như vậy, phương án đúng của chúng ta là phương án D. Câu hỏi số 3. Do nghi ngờ có kẻ trộm đang lẩn trốn trong nhà ông T, nên công an phường đã tự ý đến khám nhà ông T. Hành vi của công an phường đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân? A. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng. C. Bất hạ xâm phạm về chỗ ở. Và D. Bất hạ xâm phạm về thân thể. Ở đây chúng ta lại thấy rằng là do nghi ngờ có kẻ trộm đang lẩn trốn, cho nên công an mới tự ý đến khám nhà ông T. Như vậy hành vi của công an là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Như vậy là đáp án C là đáp án đúng.
Chúng ta sang quyền thứ tư, quyền được bảo đảm an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Quyền này, khái niệm gồm có hai ý các em cần phải nắm. Thứ nhất là thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bây giờ cô có một câu hỏi để kiểm tra chủ kiến thức của khái niệm này. Theo quy định của pháp luật, công nhân từ tiện mở thư của người khác là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật. A. An sinh xã hội. B. Di sản quốc gia. C. Thông tin liên ngành. Và D. Thư tín, điện tín. Ngay cả câu dẫn là công nhân từ tiện mở thư của người khác thì các em đã xác định ngay đáp án là D. Thư tín, điện tín. Rất dễ phải không nào? Bây giờ nội dung của quyền này. Nội dung của quyền được bảo đảm an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là không ai được từ tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư tín, điện tín của người khác. Người làm nhiệm vụ chuyển thư tín, điện tín phải chuyển đến tay người nhận. Và việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của người khác chỉ trong được trong những trường hợp cần thiết và phải do người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thực hiện. Và việc từ tiện bóc mở, tiêu hủy thư, điện tín của người khác tuy theo mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bây giờ cô có những câu hỏi để kiểm tra nội dung này. Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Đề xuất ứng dụng dịch vụ truyền thông. B. Tự ý tiêu hủy thư tín của người khác. C. Công khai hộp thư điện tử của bản thân. Và D. Chia sẻ thông tin kinh tế toàn cầu. Các em thấy các phương án A. Đề xuất ứng dụng dịch vụ truyền thông, hay phương án C. Công khai hộp thư điện tử của bản thân, hay phương án D. Chia sẻ thông tin kinh tế toàn cầu, đó là quyền của mỗi công dân, họ có quyền được làm. Nhưng mà phương án B. Tự ý tiêu hủy thư tín của người khác thì rõ ràng đây là phương án đúng. Bởi vì đó là hành vi vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân. Như vậy, đáp án đúng là phương án B. Câu hỏi số 3. Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín không vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện tín khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? A. Tiêu hủy thư không có người nhận. B. Chia sẻ điện tín của khách hàng. C. Phát tán công văn gửi nhầm địa chỉ. Và D. Lựa chọn dịch vụ điện hoa. Ở những câu hỏi mà có cái dạng phủ định, các em cần lưu ý chữ không thường được in đậm. Và ở đây chúng ta xét các phương án A. Tiêu hủy thư không có người nhận. Vậy thì người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín mà tiêu hủy thư khi không có người nhận thì từ việc làm này mà tự ý thực hiện là cũng vi phạm. Ở phương án B. Chia sẻ điện tín của khách hàng, hay phương án C. Phát tán công văn gửi nhầm địa chỉ, ngay cả công văn gửi nhầm địa chỉ cũng không được phát tán. Và việc chia sẻ điện tín của khách hàng cũng vậy, đó là những hành vi mà người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín thực hiện và tự ý thực hiện sẽ vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Ở phương án D, lựa chọn dịch vụ điện hoa, thì người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín mà lựa chọn dịch vụ điện hoa thì rõ ràng là không xâm phạm đến cái quyền được bảo đảm an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Và như vậy, phương án đúng là phương án D. Chúng ta tiếp tục ôn quyền thứ 5, quyền tự do ngôn luận. Về khái niệm thì công nhân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Cô có câu hỏi như sau. Công nhân phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước là thực hiện quyền. A. Quản trị truyền thông. B. Tự do ngôn luận. C. Giám sát xã hội. D. Kiểm soát nhà nước. Như vậy, các em mà nắm khái niệm quyền tự do ngôn luận thì các em sẽ xác định đáp án một cách hết sức nhanh chóng. Vì việc công nhân bày tỏ ý kiến, phát biểu quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước
chính là khái niệm của quyền tự do ngôn luận. Và như vậy, đáp án B là đáp án đúng. Chúng ta sang phần nội dung của quyền tự do ngôn luận. Quyền tự do ngôn luận được thực hiện bằng nhiều hình thức và phạm vi khác nhau. Công dân có thể phát biểu ý kiến để xây dựng cả tại các cuộc họp ở cơ quan, ở trường học, ở tổ dân phố. Có thể là những cái ý kiến phê bình những việc làm sai trái, hay là những ý kiến ủng hộ những việc làm đúng, những việc làm tốt. Hoặc là công nhân có thể viết bài gửi đăng báo bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, của địa phương. Hay là công nhân có thể đóng góp ý kiến, kiến nghị với đại biểu các cấp hoặc là viết thư cho đại biểu quốc hội để đề đạt nguyện vọng của mình. Đó chính là những cái hình thức mà công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận. Bây giờ cô có câu hỏi như sau. Học sinh A viết bài đề xuất phương án giải tỏa ách tắc giao thông ở cổng trường mình sau giờ tan học. Học sinh A đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Tích cực đàm phán. B. Quản lý nhà nước. C. Chủ động phán quyết. Và D. Tự do ngôn luận. Ở đây chúng ta thấy học sinh A viết bài đề xuất phương án giải tỏa ách tắc giao thông ở cổng trường. Thì đó là viết bài gửi đăng bày tỏ quan điểm, bày tỏ cái ý kiến của mình. Như vậy là học sinh A đã thực hiện quyền tự do ngôn luận. Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án D. Câu hỏi thứ hai của chúng ta. Việc ông M không cho bà K phát biểu ý kiến cá nhân trong cuộc họp tổ dân phố là vi phạm quyền nào sau đây của công dân? A. Tự do ngôn luận. B. Tự chủ phán quyết. C. Quản trị truyền thông. Và D. Quản lý nhân sự. Bà K phát biểu ý kiến cá nhân trong cuộc họp tổ dân phố, tức là bà đang thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Nhưng mà việc ông M không cho bà K phát biểu, như vậy là việc ông M đã cản trở việc bà K thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Như vậy là ông M đã vi phạm quyền tự do ngôn luận. Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án A. Bây giờ cô sẽ chốt lại cho các em một số hành vi xâm phạm đến các quyền tự do cơ bản thông thường chúng ta thường gặp trong cuộc sống. Những cái hành vi xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể như là hành vi bắt, giam, giữ, nhốt người trái quy định pháp luật. Những cái hành vi xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, về tính mạng như là giết người này, đe dọa giết người, làm chết người, đánh người gây thương tích, làm tổn hại đến sức khỏe của người khác là hành vi xâm phạm đến sức khỏe của người khác. Những hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm như là nói xấu, tung tin xấu, bịa đặt điều xấu nhằm để hạ uy tín, danh dự của người khác. Những cái hành vi xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công nhân như là tự ý vào nhà, tự ý khám, xét lục soát nhà của người khác khi chưa có chứng cứ xác thực. Hành vi xâm phạm đến các quyền được bảo đảm an toàn bí mật, thư tín, điện thoại điện tín như là nghe trộm điện thoại, tự ý bóc, mở, xem trộm, tiêu hủy tin nhắn, thư của người khác, hoặc người làm nhiệm vụ chuyển phát thư mà giao nhầm thư, làm mất thư cũng xâm phạm đến quyền được bảo đảm an toàn bí mật, thư tín, điện thoại điện tín của người khác. Còn hành vi xâm phạm đến quyền tự do ngôn luận, đó là những cái hành vi mà gây cản trở việc thực hiện quyền tự do ngôn luận, như là không cho phát biểu này, rồi ngắt lời người khác khi người khác đáng phát biểu ý kiến, vân vân. Như vậy là chúng ta đã ôn tập cả cái quyền tự do cơ bản của công dân. Và ở mỗi quyền như vậy, các em cần nắm chắc các khái niệm và nội dung của quyền. Riêng phần ý nghĩa và phần trách nhiệm của nhà nước và trách nhiệm của công dân thì các em đọc thêm ở sách giáo khoa. Bây giờ, để ôn tập lại toàn bộ kiến thức của chủ đề này, cô có một số câu hỏi tương đối khó hơn. Các em trả lời các câu hỏi sau đây. Câu 1. Hành vi nào dưới đây xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe của công nhân? A. Vây bắt đối tượng bị truy nã. B. Tố cáo người phạm tội. C. Truy lùng đối tượng gây án. Và D. Đánh người gây thương tích. Thì ở trong câu này, các em xác định các phương án A, phương án B hay phương án C, đó là những cái phương án nhiều. Riêng cái hành vi mà đánh người gây thương tích thì rõ ràng đó là hành vi bị nghiêm cấm vì nó xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công nhân. Như vậy đáp án D là đáp án đúng và câu này vẫn chưa phải là câu khó các em. Câu số 2. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
khi tự ý vào nhà người khác để A. cấp cứu người bị nạn, B. khai thác thông tin mật, C. thu thập bằng chứng và D. tìm kiếm người thân. Thì các em thấy các phương án B. khai thác thông tin mật hay là phương án C. thu thập bằng chứng hay là D. tìm kiếm người thân. Những hành vi này nếu vào nhà của người khác một cách tự ý để khai thác thông tin, để thu thập bằng chứng, để tìm kiếm người thân đều là những hành vi vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm đến chỗ ở của công dân. Nhưng nếu vào chỗ ở của người khác để cấp cứu người bị nạn thì rõ ràng không vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Như vậy đáp án A là đáp án đúng. Câu hỏi số 3 là câu hỏi tình huống. Công nhân B. Anh B là công nhân đi làm muộn 10 phút nên bị chủ ca là bảo vệ xí nghiệp không cho vào. Xin mãi không được, anh B đã có lời lẽ xúc phạm chủ ca nên hai bên to tiếng xị nhục nhau. Anh B và chủ ca vi phạm quyền nào sau đây của công nhân? A. bất khả xâm phạm về thân thể. B. bất khả xâm phạm về đời tư. C. được pháp luật bảo hộ về danh dự nhân phẩm. Và D. được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe. Ở đây chúng ta phân tích tình huống này. Anh B đi làm muộn nên bị chủ ca là không cho vào. Và câu hỏi của chúng ta là anh B và chủ ca là vi phạm quyền nào? Như vậy thì hỏi cả hai đối tượng. Và khi xin mãi không được thì anh B đã có lời lẽ xúc phạm chủ ca. Và ở đây từ chìa khóa của chúng ta là hai bên. Hai bên to tiếng xị nhục nhau. Hai bên là ai và ai? Đó chính là anh B và cả chủ ca. Và xị nhục nhau, to tiếng xị nhục nhau có nghĩa là xúc phạm về danh dự nhân phẩm của Nga của nhau. Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án C. Việc anh B và chủ ca có tiếng xị nhục nhau là vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm. Ta sang câu thứ tư là một câu tình huống khá dài. Khi gặp những câu tình huống dài và khó như thế này thì có một số bạn chia sẻ với cô là các bạn bị rối loạn và các bạn chọn bừa đáp án một cách ngẫu nhiên. Thì theo cô, các em không nên làm như vậy. Cô sẽ giúp các em xử lý những cái tình huống dài và khó như thế này. Thì khi gặp những cái câu hỏi, những cái câu tình huống dài thì các em không nên đọc từ đầu đến cuối mà chúng ta nên đọc cái câu hỏi trước. Vì nếu chúng ta đọc từ đầu đến cuối thì lần thứ nhất chúng ta xác định được câu hỏi thì chúng ta phải đọc lại thêm một lần nữa để xác định đáp án. Và đọc 2 đến 3 lần như vậy chúng ta rất mất nhiều thời gian. Trong câu này, câu hỏi là những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? Bây giờ chúng ta phân tích. Nghi ngờ cháu A lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X nơi mình làm quản lý. Như vậy là hành vi nghi ngờ. Ông M đã chỉ đạo nhân viên bảo vệ anh Lan D bắt giữ cháu. Như vậy do nghi ngờ mà ông M quản lý của siêu thị đã chỉ đạo cho nhân viên là anh D bắt giữ cháu thì có vi phạm quyền, có xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể không các em? À có. Ai? Ông M. Như vậy chúng ta thấy chìa khóa, từ chìa khóa đây từ nghi ngờ và đối tượng vi phạm đầu tiên là ông M. Vậy thì nhân viên bảo vệ anh D bắt giữ cháu thì nhân viên này có vi phạm không? À có. Chúng ta gạch chân hoặc khoanh tròn những đối tượng vi phạm. Sau một ngày tìm kiếm, bố cháu A là ông B phát hiện con mình bị bỏ đói tại nhà kho của siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh D bị đa chấn thương. Vậy thì hành vi của bố cháu A là ông B đã làm cho hành hung cho anh D bị đa chấn thương thì hành vi này là hành vi xâm phạm đến tính mạng và tài sản, tính mạng và sức khỏe của người khác. Như vậy là hành vi của ông B không liên quan đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án nào? Chúng ta khoanh vùng hay là đánh dấu giữa những đối tượng nào các em? Ông M và anh D. Chúng ta đối chiếu ở đáp án. Đáp án nào có ông M và anh D? Đáp án C. Và bây giờ chúng ta sang thêm một tình huống dài và khó nữa. Và khi gặp những cái tình huống dài và khó như thế này thì trước hết các em cũng nên đọc câu hỏi trước. Những ai dưới đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân? Bây giờ chúng ta phân tích. Trong cuộc họp của công ty, ông B là tổng giám đốc đã ngắt lời không cho chị N phát biểu phê bình chủ tịch công đoàn.
Việc gì anh nữa phát biểu, mặc dù là đó là phê bình những việc làm sai trái hay là ủng hộ những việc làm đúng, những việc làm tốt, thì đó là đều đang thực hiện quyền tự do ngôn luận. Nhưng mà ông B là tổng giám đốc đã ngắt lời, tức là cản trở việc thực hiện quyền tự do ngôn luận. Vậy thì theo em, ông B có vi phạm quyền tự do ngôn luận không? Có, chúng ta đánh dấu ông B. Chúng ta tiếp tục phân tích. Khi anh A đang trình bày ý kiến ủng hộ quan điểm của chị N, thì bị ông H là phó tổng giám đốc ra lệnh cho anh M là nhân viên bảo vệ ngoài hội trường, buộc anh A phải ra khỏi cuộc họp. Thì ở đây chúng ta thấy, anh A đang trình bày ý kiến thì bị ông H là phó tổng giám đốc ra lệnh buộc anh ra khỏi cuộc họp. Vậy thì ông H có vi phạm quyền tự do ngôn luận không các em? Có. Như vậy chúng ta đánh dấu dưới chân, gạch chân hoặc là khoanh tròn đối tượng vi phạm là ông H. Ở đây chúng ta thấy có thêm một đối tượng, đó là anh M. Anh M đã buộc anh A ra khỏi cuộc họp thưa lệnh của phó tổng giám đốc H. Thì anh M đã buộc anh A ra khỏi cuộc họp, về anh M có vi phạm quyền tự do ngôn luận không? Ở đây các em cần chú ý này, anh M là nhân viên bảo vệ ngoài hội trường, anh không liên quan đến cuộc họp, cho nên anh M không xâm phạm đến quyền tự do ngôn luận. Vậy bây giờ chúng ta xem là chúng ta đã đánh dấu giữa những đối tượng nào. Ông B và ông H. Chúng ta đối chiếu ở phần đáp án, xem đáp án nào có hai đối tượng mà chúng ta đã đánh dấu. Đáp án C. Bây giờ các em thấy là có khó không? Không có gì khó cả. Khi gặp những tình huống dài và khó như thế này thì các em đọc câu hỏi trước và bình tĩnh phân tích kỹ những dữ liệu của đề ra để xác định đúng đáp án. Thì việc các em xử lý những cái tình huống như thế này sẽ giúp các em hình thành nên những cái kỹ năng xử lý các tình huống trong cuộc sống. Mà trong cuộc sống của chúng ta thì những cái tình huống xảy ra hết sức là đa dạng và phong phú. Cho nên việc các em nắm chắc các cái kiến thức pháp luật liên quan đến các quyền của mình thì không chỉ giúp các em làm tốt các bài kiểm tra, các bài thi, mà điều quan trọng hơn là giúp chúng ta vận dụng vào trong cuộc sống, để chúng ta không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, và để chúng ta thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và của mọi người. Bài học chúng ta tạm dừng ở đây. Cô cảm ơn các em. Các em nhớ giữ gìn sức khỏe và học tập tốt. Chào các em.